các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội với những cái tên thể hiện lòng yêu nước, có trách nhiệm với xã hội như Tuổi Trẻ Yêu Nước, Kết Nối Yêu Thương, Vì Biển Đảo Việt Nam, Chống Tham Nhũng Tiêu Cực hay Chạy Cháo Bác Hồ, Sáng Kiến Pháp Lý Việt Nam. Nhưng sự thật bên trong các hội nhóm là những thông tin thiếu kiểm chứng, vu khống, xuyên tạc, làm sai lệch các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực chất, các nhóm này có thể coi là lừa gạt nhằm thu hút người tham gia, từ đó đưa ra các thông tin kích động và chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, làm giảm sút niềm tin trong nhân dân với Đảng, Chính phủ. Không chỉ vậy, để thu hút sự quan tâm, tạo dựng lòng tin với cộng đồng mạng cũng là tỏ ra vẻ có trách nhiệm với các vấn đề lớn của đất nước. Họ thường bám vào các sự kiện mới xảy ra, mà chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc mới đây là một ví dụ. Các thế lực đã phát tán, dẫn lại hàng trăm bài viết trên không gian mạng với thông tin xuyên tạc ý nghĩa, kết quả của chuyến thăm và các hoạt động làm việc của Tổng Bí thư, xuyên tạc về đường lối ngoại giao của nước ta, công kích, bôi nhọ, hạ uy tín của Tổng Bí thư. Chuyến thăm chúng ta thấy những cái thông báo chung đấy là những cái điều được khẳng định của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai đảng nước và được sự ủng hộ của nhân dân hai nước, là những cái thông tin rất là chính thống. Những cái thông tin khác tôi cho rằng đấy là nó không phản ánh đúng sự thật, nó không phản ánh đúng cái nguyện vọng chung hay là cái xu thế chung trong cái quan hệ hai đảng hai nước. Một thủ đoạn thâm độc khác là cắt ghép các chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, lồng vào đó là những thông tin một chiều để người đọc dễ bị dụ dỗ tin theo, lèo lái sự việc và nhận thức của người đọc theo ý đồ của chúng. Lợi dụng sự phát triển đa dạng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là tính chất tương tác nhanh chóng của các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ đội lốt yêu nước đã tăng tần suất truyền bá những luận điệu xuyên tạc, tạo ra sự hư ảo, lung lạc nhận thức tư tưởng đối với nhiều người, đã làm không ít người nhẹ dạ cả tin, bức xúc với đời sống xã hội, lầm tưởng rằng đó là lời kêu gọi của lòng yêu nước. Khoác áo dưới tấm vỏ như thân thiện chúng ta và để chấm phán ra, đây là một thủ đoạn hết sức tinh vi, tạo một cái vỏ bọc là cái sự lừa dối giữa người mà chúng ta có thể là mới nghe qua lần đầu, mới nghe thoáng qua và chưa có kinh nghiệm hoặc là chưa hiểu rõ được cái âm mưu phản động của chúng và bản chất của chúng. Thứ hai là trong những nội dung của chúng thì bao giờ chúng cài cắm những một số thông tin là một phần là một số thông tin có thật và còn một số thông tin là xuyên tạc, thậm chí không đúng sự thật để xuyên tạc chúng ta. Yêu nước, đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là tình cảm đáng trân trọng của mỗi con người. Nhưng yêu nước còn là sự tỉnh táo để nhận rõ những chiêu trò giả tạo về lòng yêu nước của những kẻ cố tình hại dân, hại nước.